Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo vụ nghệ sĩ Xuân Bắc phát ngôn về cái tát của mẹ? Những ngày qua, câu chuyện cái tát của mẹ mà nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân đã gây ra không ít ồn ào, tranh cãi gay gắt. Nhiều người cho rằng Xuân Bắc mượn câu chuyện này để mắng khán giả. Liên quan vụ việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết mọi thứ nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc viết chưa rõ ràng. Về mặt quản lý nhà nước, Bộ cần phải làm việc cụ thể, xem xét mọi mặt mới có thể đưa ra ý kiến. Nghệ sĩ ưu tú Trần Lily Quyền, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, trong tất cả các trường hợp, nghệ sĩ đều cần phải ứng xử cẩn trọng và văn minh. Với trường hợp đang gây xôn xao dư luận của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, lãnh đạo cục sẽ có buổi làm việc cụ thể với Xuân Bắc về câu chuyện anh viết trên trang cá nhân gây tranh cãi trái chiều từ dư luận để có thể rõ ràng mọi việc. Trước đó, ngày 2 Tết, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân hai ngày sau khi chương trình Gặp nhau cuối năm Táo Quân 2023 phát sóng. Câu chuyện của Xuân Bắc có tựa đề Cái tát của mẹ, kể chuyện một người mẹ Tết nào cũng hì hụi gói bánh chưng nhưng người con trai hơn giỏi chữ nghĩa. Gói bánh rất ngu nhưng năm nào cũng chê bánh chưng của mẹ. Cuối cùng, anh ta nhận cái tát của mẹ rồi nghe bố giáo huấn điều hay lẽ phải. Xuân Bắc kết thúc chuyện ngụ ngôn bằng câu cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo Quân trên VTV3. Câu chuyện của Xuân Bắc khiến nhiều người suy diễn rằng anh đang với người mẹ gói bánh chưng là ekip làm Táo Quân. Còn người con trai hỗn láo ăn cháo đá bát chê bánh chưng mẹ mình gói chính là những khán giả chê bai chương trình. Cộng đồng mạng nói gì về phát ngôn của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc? Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng và lên án đối với phát ngôn của nghệ sĩ Xuân Bắc. Theo đó, những người này cho rằng Táo Quân duy cho cùng cũng chỉ là một chương trình giải trí và thời điểm chờ đón giao thừa được sản xuất để đưa lên sóng truyền hình quốc gia nhằm phục vụ người dân. Như thế có nghĩa, được lên sóng truyền hình vào thời điểm ấy là một vinh dự và là nghệ sĩ chân chính thì anh phải lao động nghệ thuật hết sức mình để phục vụ khán giả một cách tốt nhất. Đồng thời, khán giả với tư cách là người xem, đối tượng được phục vụ, họ có quyền có cảm nhận riêng và phát biểu ý kiến, nhận xét, khen chê. Đó cũng chính là phản hồi của khán giả, cần phải được xem xét, chọn lọc và tiếp thu cái hợp lý để rút kinh nghiệm. Vậy mà không hiểu sao nghệ sĩ Xuân Bắc lại có thể đá xéo, đòi tát vào mặt những người chê Táo Quân, bảo không xem thì có thể chuyển kênh, biết gì mà đòi góp ý. Những người này cho rằng nghệ sĩ nhân dân lại nghĩ mình cành cao, được quyền ban phát, dạy đời người khác. Nên nhớ, khán giả có thể tôn anh lên, cũng có thể dìm anh xuống. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng có một đợt truyền thông bẩn thỉu đang cố gắng vùi dập nghệ sĩ Táo Quân. Theo đó, những người này cho rằng thử đặt ra một vấn đề như thế này, trải qua hàng chục năm trong nghề, đóng bao nhiêu vai diễn, chưa một lần vạ miệng, không một scandal. Nhưng tại sao nghệ sĩ Xuân Bắc bỗng chốc lại bị truyền thông tấn công như hiện tại? Chưa kể, sự việc bị tấn công lại được suy diễn ra, chứ xét về mặt từ ngữ, Xuân Bắc không hề nói khán giả là ăn cháo đá bát. Thậm chí, nếu hỏi thẳng ra, bằng chứng cho việc Xuân Bắc chửi khán giả đâu, thì đâu cánh báo chí nào đưa ra được ngoài hai từ suy diễn. Vụ việc tấn công đều mang nặng tính phán xét, đưa thông tin không đầy đủ và mang đậm tính suy diễn, trùng hợp hay là sự cố tình. Bài viết của Xuân Bắc rõ ràng là nói về người con chỉ biết chê hùa mà không đóng góp vào hành động thực tế. Trong bài viết, Xuân Bắc cũng nói rõ người mẹ đã xin lỗi vì gói bánh chưng không ngon. Vậy tính ra, nếu hàm ý nói đến Táo Quân, thì chẳng phải Xuân Bắc cũng đã gián tiếp xin lỗi vì chưa làm hài lòng khán giả về Táo Quân hay sao? Nếu suy diễn việc Xuân Bắc mắng khán giả thì cũng phải ghi nhận là Xuân Bắc cũng đã xin lỗi khán giả ngay trong bài viết đó. Những người này còn cho rằng, tại sao lướt qua một loạt các tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Dinh, Vietnamnet, Lao Động, Dân Trí, Thanh Niên, Dân Việt đều đang đồng loạt đăng các bài viết mặc định là Xuân Bắc chửi khán giả mà không hề có bài đăng nào đứng ở phía Xuân Bắc hay phân tích ở một góc độ nào đó hài hòa hơn. Như kêu gọi khán giả bình tĩnh, không nên võ đoán, đợi phản ứng từ nghệ sĩ mà đã vội vã quy chụp. Có rất nhiều độc giả ủng hộ Xuân Bắc, bình luận vào các bài báo trên Tuổi Trẻ, Dân Trí. Nhưng các bình luận ủng hộ đều không được duyệt mà chỉ duyệt các bình luận chửi bới, xúc phạm và tát nước theo bài báo. Điều này có phải là cố tình dẫn dắt độc giả chỉ theo một chiều hướng hay không? Rất nhiều bình luận chửi bới, công kích cá nhân, có những từ ngữ xúc phạm xuất hiện ngang nhiên tại các tờ báo trên. Bài viết cú tát của mẹ được nghệ sĩ Xuân Bắc đăng vào trưa ngày 23 tháng 1 và những chia sẻ ban đầu về bài viết này hết sức bình thường. Nhiều bà mẹ còn thấy được tiếng lòng trong bài viết của Xuân Bắc khi họ nghĩ rằng đây là bài viết nói về một hiện trạng thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Khi các bà mẹ mất công chuẩn bị bữa cơm nhưng lại bị chồng con chê bai trong khi chồng con không tham gia giúp đỡ. Trên một nhóm tâm sự làm dâu,
Nhiều chị em lấy bài viết của nghệ sĩ Xuân Bắc và tâm sự chuyện nấu ăn không hợp ý gia đình chồng, bị nhà chồng chê lên chê xuống khi các chị em góp ý bảo làm cùng thì thoái thác trách nhiệm. Rồi trải qua cả một ngày đến trưa ngày 24 tháng 1 cũng không hề có vấn đề gì. Nhưng tự nhiên đến chiều ngày 24 tháng 1, bài báo trên báo Tuổi Trẻ, Xuân Bắc mắng người chê táo quân là ăn cháo đá bát, được đăng lên và nhanh chóng tạo sóng. Hành động tạo sóng này được đăng tải lên bởi một loạt các hội nhóm, tài khoản có vấn đề và lan sang cả báo chí khác. Và câu hỏi trên đặt ra vấn đề là tại sao lại có sự vào cuộc trùng khớp đến những tài khoản, hội nhóm có hơi hướng chống phá đến như vậy. Có thể dễ nhận thấy rằng Xuân Bắc là một đảng viên, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, người vừa mới đón nhận huân chương lao động hạng 3, tham gia vào công tác tuyên truyền và đời sống văn hóa. Mới đây, Xuân Bắc cũng được đề xuất nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Việc đánh táo quân là việc có từ lâu rồi. Táo quân là chương trình có rating cao nhất trong năm, giá thành quảng cáo của táo quân là quá lớn. Theo tính toán sơ đẳng, thì thương hiệu táo quân có thể thu về tiền quảng cáo lên tới hàng chục tỷ đồng. Miếng bánh này lớn đến mức mà các đơn vị khác đều phải thèm muốn và họ có thể sẵn sàng làm tất cả để dập táo quân để nhanh trí chèn chân thay thế. Hãy nhớ rằng là nếu không có táo quân, sẽ có một lúc các chương trình, tiết mục làm ra để ăn chia miếng bánh quảng cáo đêm 30. Một đời làm nghệ thuật mấy mươi năm lọc lõi với nghề, đâu có sạn trải qua bao nhiêu vai diễn đắng cay ngọt bùi, hỏi xoáy đáp xoay, làm nghệ thuật tử tế bậc nhất. Một người mấy chục năm sống với khán giả lại tự dưng đi chửi khán giả là ăn cháo đa bát. Nếu một cây đa cây đề như Xuân Bắc bị vùi dập thành công, điều này minh chứng rõ ràng rằng bất cứ một ai đó hoặc một sự việc nào đó đều có thể bị tấn công, hạ bệ nếu có sự tham gia vào cuộc của giới truyền thông. Cho dù người đó hoặc sự việc nào đó có hoàn toàn trong sạch đi chăng nữa thì truyền thông cũng sẽ vẽ những vết bẩn lên được.